Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt vào cuối tuần. Thường thường thì vào cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có một chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể đó là vấn đề mà liên quan tới mạng xã hội mà quý vị quan tâm, nhưng cũng có thể nó là vấn đề liên quan tới lịch sử. Và chương trình đặc biệt này chủ yếu là để nói rõ hơn mọi vấn đề. Quý vị, trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ làm một cái bài nói chuyện liên quan tới tình hình của giới văn nghệ sĩ người Việt chúng ta ở hải ngoại và sự xâm lấn cái văn hóa hình thức một cách phô trương và không có đúng với cái tinh thần người Việt hải ngoại. Có lẽ đó là lúc mà chúng đã tới lúc mà chúng ta cần phải chấn chỉnh lại và cần phải bớt đi những cái hình thức này, bởi vì nó đã làm cho cái văn hóa này nó không có mang tính chất gọi là nội lực thật sự. Quý vị, sở dĩ tôi nói câu chuyện này, tôi cũng không muốn so sánh, bởi vì sau khi mà tôi ra mắt cuốn phim Cạn Dầu với cái lượng khán những người bạn hữu một cách gọi là chọn lọc của tôi và của giới nghệ sĩ, sau đó thì quý vị biết là cái cuốn phim đó thì đã được ra mắt ở tại Garden Grove tại California. Thì cuốn phim này tôi đã làm một cái buổi ra mắt theo đúng theo cái tinh thần gọi là truyền thống của ngành điện ảnh. Cuốn phim khi được quay ra thì được một cái buổi ra mắt để mà cho công chúng biết tới cuốn phim của mình. Thì cái đây là cái truyền thống của bên cái ngành điện ảnh vẫn thường có. Quý vị, và sau khi mà tôi ra mắt cuốn phim này xong, thì trong tuần này thì đáng lý là tôi có một cái buổi thu hình riêng cho cái chương trình của Phượng Mai. Tuy nhiên giờ chót thì Mỹ Huyền, một trong những ca sĩ nổi tiếng và cô cũng đã đóng trong cuốn phim của tôi, có gọi cho tôi và nói Phong ơi, có thể dời cái buổi thu hình của mình qua một buổi ngày khác, bởi vì Cường Ngô là một đạo diễn trẻ đang có cuốn phim ra mắt vào ngày mai, và có thể nào mà ông dời được hay không. Thì vừa nghe xong thì tôi đồng ý ngay, tại vì đối với tôi, khuyến khích một đạo diễn trẻ để mà ra mắt một cuốn phim thì tôi rất là mừng, bởi vì cái ngành điện ảnh là một trong những cái ngành mà nó bị dậm chân tại chỗ suốt 40 năm nay. Và đó là cái nỗi day dứt của cá nhân tôi, bởi vì tôi theo ngành điện ảnh, và nó cũng là một cái nỗi day dứt của cả cộng đồng. Bởi vì chúng ta phát triển rất đồng đều các bộ môn văn hóa nghệ thuật, nhưng riêng bộ môn nghệ thuật điện ảnh thì vẫn dậm chân tại chỗ suốt nhiều năm nay. Chúng ta chưa có lối thoát. Do đó, cứ một đạo diễn nào ra mắt phim là tôi sẽ đi xem. Trước đó thì tôi đã đi xem cái buổi ra mắt phim Sông Lan là cách đây không lâu, cũng có một đạo diễn trẻ gốc Việt về bên Việt Nam quay. Rồi lần này Cường Ngô nói rằng là ra mắt một cuốn phim với cái tựa phim là Định Mệnh do Đan Nguyên Thủ vai chánh. Thì tôi cũng muốn đi xem, và thứ nhất là mình khích lệ tinh thần của những người trẻ, bất kể cái quan điểm chính trị như thế nào, ít nhất mình nhìn đứng ở cái góc này đó quý vị. Và sau đó thì mình cũng tìm hiểu xem, học hỏi kinh nghiệm từ giới trẻ quý vị. Tuy nhiên quý vị, tôi rất là thất vọng khi mà tôi tới dự cái buổi ra mắt phim của Đan Nguyên. Sự thất vọng thứ nhất là tôi không tưởng tượng được là họ áp dụng một cái văn hóa đầy hình thức và phô trương một cách nó không có được đẹp giống như là tôi nghĩ trong cái văn hóa truyền thống của Mỹ hay là của Việt chúng ta trước đây. Nó phô trương rất là nhiều. Cái điều mà tôi nhìn thấy được từ cái cách thức tổ chức cho cái buổi ra mắt phim này, cho tới lúc mà trước khi trình chiếu cuốn phim, và cuối cùng tới cái nội dung cuốn phim mà tôi xem, nó đã tạo cho tôi một sự thất vọng và một đối với tôi nó là một lời cảnh báo. Tôi không chê trách Cường Ngô hay Đan Nguyên, bởi vì Cường Ngô còn khá trẻ và chỉ làm theo những cái gì mà cái xu thế thị trường đang làm. Mà Cường Ngô không hiểu được là cái truyền thống của điện ảnh, nguồn gốc của nó ra sao, và
nó có những cái truyền thống gì cần phải giữ. Thì quý vị, tôi đi dự cái buổi ra mắt này, tôi khá thất vọng, mặc dù là hầu hết anh chị em văn nghệ sĩ ở quận Cam và những thương dân nhân lớn ở quận Cam cũng có mặt đầy đủ trong cái buổi ra mắt phim này. Buổi ra mắt phim diễn ra ở cái rạp gọi là nằm ở khu vực gọi là Spectrum ở dưới Irvine. Thì quý vị, bỏ qua những cái chi tiết là cái đường xá này nọ đi, tại vì mình đã đi xem ra mắt phim thì ở chỗ nào mình cũng đi ra xem ra mắt. Khi tôi vào bên trong thì họ trưng bày cái hình thức có vẻ như là khá là sô bồ. Và thứ hai là có nhiều cái hình thức được xem là không cần thiết. Ví dụ như là tôi nói quý vị, để phân biệt tôi cho quý vị thấy là một cuốn phim ra mắt, ví dụ như tôi nói với quý vị vừa rồi đi, anh Tom Cruise đã dự cái buổi chiếu ra mắt cuốn phim Top Gun, một cuốn phim mà cái kịch bản năm 1986 dựng lại. Thì ngoại trừ những cái mô hình và Tom Cruise xuất hiện với cái bộ đồ mặc trong phim, thì quý vị, hình thức rất đơn giản. Họ làm rất đơn giản, mặc dù rất đông đảo những ký giả ở khắp nơi đã tụ về để cố gắng có được một cái chân ở trong cái buổi ra mắt phim này. Nhưng mà nó được xem là một cái buổi, nếu mà quý vị nhìn thấy cung cách tổ chức của họ rất đơn giản. Và Tom Cruise cũng xuất hiện một cách rất đơn giản, không có nhiều màu mè, không có những cái thủ tục không cần thiết. Thì quý vị, đây là truyền thống của ngành điện ảnh. Buổi ra mắt phim không phải là một cái giải trao lễ. Một cái giải trao điện lễ, gọi là giải thưởng điện ảnh, thì đương nhiên nó có nhiều cái mục ở trong đó. Thì nó sẽ được sắp đặt theo từng cái giai đoạn. Ví dụ tôi lấy giải Oscar, từ 3 giờ chiều kéo dài cho tới 11 giờ đêm. Thì họ có nhiều cái giai đoạn khác nhau để mà thực hiện một cái giải lớn, một cái giải thưởng điện ảnh. Nó khác với một buổi ra mắt phim. Buổi ra mắt phim nó rất là đơn giản. Ngay cả tôi nói cuốn phim vừa rồi của cuốn Top Gun của Tom Cruise hay là những cái cuốn phim ra mắt trước đó, họ làm rất đơn giản. Chỉ có nhân vật chính xuất hiện của cuốn phim và rồi thì một số những cái vật dụng được sử dụng trong cuốn phim đi chung với nhân vật chính này có mặt, và sau đó là họ vào trong cái hội trường chiếu phim. Họ xuất hiện một chút xíu khoảng 5-10 phút để gặp gỡ với những công chúng ở bên ngoài cái rạp thôi. Rồi khi vào trong rạp thì cũng rất đơn giản. Họ chỉ giới thiệu cuốn phim, người đóng vai chánh. Đôi lúc người đóng vai chánh hay đạo diễn không cần thiết phải nói luôn. Đôi lúc thôi quý vị. Nhưng mà thông thường thì họ vẫn dành vài ba phút cho người producer, người đạo diễn hay là người tài tử chánh trong phim phát biểu vài câu trước khi cuốn phim được trình chiếu. Đó là cái cách rất là đơn giản của Mỹ, và kể cả ngày xưa tôi nhớ là ở Việt Nam cũng vậy. Quý vị, không có hình thức nhiều. Và họ chỉ treo một cái banner, một cái poster của cái nhân vật chính và của cuốn phim. Bên cạnh đó thì là cái banner của những cái công ty đã tài trợ cho cái buổi ra mắt phim. Thì nó rất đơn giản như vậy thôi. Nó không có phải đứng và sắp hàng chụp hình hay cái gì cả. Không có quý vị. Cái việc chụp hình là sau đó ai muốn chụp gì thì chụp. Hay là trong cái buổi đó ai muốn chụp gì thì chụp. Thì quý vị, khi tôi dự cái buổi ra mắt phim của Cường Ngô với Đăng Nguyên, khi mà bước chân vô tới rạp là tôi thấy một cái bề thế là bốn góc đều dán cái poster size 10x10 rất là lớn. Rồi quý vị, nó có vẻ như là nó không có được, nó khá sô bồ. Bởi vì cái điều này thì tôi thông cảm được, là bởi vì anh chị em nghệ sĩ thì họ thoải mái hơn. Họ không có giữ lề lối đâu. Cái cuộc sống của họ không có giữ lề lối bình thường. Thì cái này mình thông cảm được. Và khi vào trong tới rạp đó quý vị, thì cái rạp khá lớn. Đối với tôi một cái rạp khá lớn, tại vì cái rạp đó tới 505 chỗ. Tức là cái lượng ghế, thường thường một cái rạp chiếu phim thì cao lắm 100 mấy chỗ, cho tới tối đa là 200 chỗ trở lại thôi. Nhưng riêng cái rạp ở dưới Irvine, cái Regal ở dưới Irvine thì tới cái rạp nó khá lớn, 500 mấy chỗ. Và khi mà mọi người bắt đầu an vị, thì quý vị bắt đầu là MC ra giới thiệu. Và cái hình thức khá dài. Nào là giới thiệu, tặng hoa, rồi ngay cả những người đằng sau hậu trường cũng được giới thiệu
trên màn ảnh một cái hình thức, tôi nói là cái hình thức nó được xem là khá là nhiêu kê và không cần thiết. Giống như tôi nói, một cuốn phim được trình chiếu giống như cái hôm mà tôi ra mắt phim, khi anh em tất cả mọi người vô đủ, tôi chỉ nói vài câu khoảng chừng chưa tới 5 phút là tôi cho cuốn phim vô chiếu, và các nghệ sĩ chính trong phim từ Hương Lan cho Thanh Lan cũng không phát biểu luôn, họ dành thời gian cho người ta cảm nhận được cuốn phim và phần đánh giá cuốn phim là sau khi họ xem xong. Đó là một cái mục đích của buổi ra mắt thôi. Nhưng lần này cái buổi ra mắt của bên Đan Nguyên với lại bên Cường Ngô đó quý vị, thì nó rình rang lắm, nó rình rang lắm, và nào là MC, rồi nào là giới thiệu trên màn hình là những cái người đứng sau hậu trường, rồi đương nhiên cái chuyện giới thiệu người tài trợ là chuyện tôi chấp nhận được, bởi vì một cuốn phim có những nhà tài trợ chúng ta không thể quên được họ, họ đóng góp để giúp cho chúng ta đẩy cái đó thì cái đó không sao, nhưng mà giới thiệu và cái thứ hai là có cái sự thiếu minh bạch. Ví dụ như cái nhạc dùng trong phim mình có thể thông báo được là cái nhạc này chúng tôi đã mua lại hoặc chúng tôi đã dùng lại của ai đó để mà lồng trong cuốn phim. Thì quý vị, cái phần giới thiệu cái người nhạc sĩ mà cái bản nhạc của ông đã được lồng trong cuốn phim đó thì tôi hơi bất ngờ, là bởi vì ông này được giới thiệu là, thì tôi biết ông ấy tại vì ông cũng có một số những cái bản nhạc soạn rất nổi tiếng trên thế giới và từng đã được vô một số những giải thưởng trên thế giới, nhưng đó là những cái nhạc có sẵn trên thị trường chứ không phải là cá nhân ông nhạc sĩ này cộng tác với đoàn đoàn phim, mà là đã được mua lại từ một cái trang web hay từ một cái công ty nào đó đã cho phép mình cái quyền sử dụng. Nó khác với việc cộng tác với một nhạc sĩ nha quý vị. Ví dụ như tôi là trong cái phim Cạn Dầu thì tôi đã nhờ anh Trần Trí Phúc hay là nhạc sĩ Quỳnh Nhật Tân hay là nhạc sĩ Minh Tâm làm phối âm cho cái nhạc nền của phim, và những cái phân đoạn khác của cuốn phim tôi mua lại cái phần nhạc đệm của công ty Soundstrip để mà mình bỏ vào trong cái phù hợp với lại từng cái phân đoạn trong cuốn phim, thì tôi vẫn đề trên credit và tôi cũng chỉ đề trên đó thôi. Đằng này quý vị, họ lại lấy một cái bản nhạc tương tự giống như tôi, thay vì họ đi mua hay là họ lấy tôi không biết, nhưng mà đích thân người nhạc sĩ đó không có cộng tác, chỉ là lấy nhạc của ông ta rồi chơi cái hình thiệt lớn lên, nói khoe là ông ta là một nhạc sĩ nổi tiếng tham gia nhiều giải. Thì cái đó là một cái hình thức mà tôi cho rằng là không nên làm với Cường Ngô, rút kinh nghiệm, bởi vì với cái nhìn từ bên ngoài nó là sự đánh lận con đen, cái điều này là Cường Ngô không nên làm. Hy vọng rằng trong tương lai em sẽ có một cái buổi ra mắt nó tốt hơn. Đó là cái thứ nhất mà tôi đánh giá được. Cái thứ hai là cái phần trao hoa cho những nhà tài trợ. Thì tôi hiểu được cái lời cam kết trong lúc mình xin bảo trợ. Nhưng mà làm như vậy thì vô tình các em lại đi vào cái chỗ hình thức khá nhiều. Và tôi đã từng nói với quý vị, cái chuyện mà ra mắt hay bất cứ một cái gì, chúng ta càng đơn giản hóa vấn đề thì người ta sẽ thấy nó sạch sẽ hơn. Còn chúng ta nhồi nhét quá nhiều thứ vào thì nó trở thành một cái buổi hỗn tạp. Thì cái buổi mà ra mắt của em khá hỗn tạp. Thì quý vị, tôi không trách Cường Ngô hay là Đan Nguyên, nhưng tôi trách các em ở chỗ đây là cái văn hóa chưa có trong cộng đồng. Mà đây là cái văn hóa mà Cộng sản đã tạo ra trong nước. Những cái hình thức phô trương một cách thô thiển đó các em đem áp dụng vô cái cộng đồng này là không thích hợp, không thích hợp. Ok, thì quý vị, khi mà tôi dự cái buổi ra mắt đó tôi mới giật mình, tôi kể câu chuyện đi dự cái buổi ra mắt này không phải là để tôi quảng cáo cho Cường Ngô hay Đăng Nguyên, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh tới một điều: cộng đồng chúng ta đang bị tấn công bởi một cái văn hóa không thích hợp và một cái văn hóa được copy từ phía Cộng sản Trung Quốc. Quý vị, chủ nghĩa Cộng sản họ tạo ra hình thức đủ kiểu hết. Quý vị thấy một cái buổi họp của một ông nào đó là hoa trải từ trên xuống dưới rồi rình rang treo tùm lum banner tùm lum hết. Quý vị thấy đó là cái lối hình thức không cần thiết. Trong khi ở đây quý vị thấy tòa Bạch Ốc khi họ họp báo ở một cái chỗ nào đó chỉ một cái podium, nhiều khi không có podium luôn, nhiều khi là một cái microphone thôi đó. Quý vị thấy cái hôm mà ông cái vụ ông Shinzo Abe,
cựu thủ tướng của Nhật Bản, khi mà ổng đi vận động đó quý vị, ổng là cựu thủ tướng đó, nhân vật đầy quyền lực của nước Nhật đó quý vị. Khi ổng đứng trên sân khấu, rất đơn giản, một cái microphone thôi. Trước khi mà ổng bị người ta bắn. Thì quý vị, nếu quý vị coi lại cái clip của ông Shiro mới xảy ra ngày tuần này thôi quý vị. Mới xảy ra thôi. Thì chúng ta thấy được cái hình thức rất đơn giản. Hay là ở Mỹ này quý vị, County hay là ở trên tiểu bang mà xuống họp báo hay là gặp gỡ báo chí, gặp gỡ đồng hương, họ rất đơn giản. Một cái podium đằng trước đó chỉ có một cái logo thôi. Nhiều khi không có podium luôn. Nhiều khi không có logo và cũng không có background luôn. Đứng ngay giữa Bắc Kinh họp báo luôn. Thì quý vị, ở Mỹ này, người cộng và cộng đồng người Việt chúng ta đó đã quen với cái hình thức rất đơn giản. Và nó làm sạch sẽ và người ta chỉ tập trung vào nội dung của cái buổi gặp gỡ, họp báo hay là ra mắt phim thôi. Nội dung chính của cái buổi đó thôi. Chứ người ta không quan tâm tới hình thức. Các em đem cái văn hóa của bên phía Việt Nam qua đây không phù hợp. Cái văn hóa đó của Cộng sản đẻ ra. Nó họp báo là phải dàn trận, phải làm rình rang sùm hết. Những cái này nó sẽ vô tình làm hư cái nét văn hóa đẹp trong cộng đồng. Thứ nhất là cái nét văn hóa đẹp trong cộng đồng nó cần phải được phổ biến ra và cái đó càng đơn giản càng tốt. Và tôi không những thấy được cái cuộc họ ra mắt phim của Cường Ngô mang hình thức này mà một số hội đoàn ở trong cộng đồng bây giờ cũng bắt đầu chạy theo cái lối hình thức của Cộng sản đã đẻ ra ở trong nước. Vụ của Cường Ngô hay Đa Nguyên chỉ là phản ánh một phần. Đây là cái tiềm năng nguy hiểm mà tôi đã từng cảnh báo cách đây mấy năm, là không nên để cho những cái văn hóa này nó lọt vào trong cộng đồng. Tại vì những cái văn hóa này là những văn hóa độc hại. Cái văn hóa hình thức này nó không mang lại một cái giá trị gì cả, mà nó sẽ tạo cho cái môi trường đó trở nên phức tạp hỗn loạn hơn. Và nó bắt nguồn từ cái văn hóa bầy đàn ở trong nước. Bây giờ nó bắt đầu xuất hiện qua những cái buổi ra mắt phim hay là những cái buổi gặp gỡ của hội đoàn. Nó bắt đầu đi theo cái kiểu này. Đây là một cái sự nguy hiểm, tức là cái nền văn hóa độc hại của Cộng sản nó xâm nhập vào cộng đồng với một cái cách làm của các em. Các em không có ý đó. Tôi biết từ Cường Ngô, Đan Nguyên hay là một số anh chị em trong cộng đồng, họ không có ý đó, họ nghĩ rằng ồ phải có hình thức ABCD. Nhưng chính điều này các em đang tiếp tay một cách gián tiếp cho việc đem văn hóa của cộng sản vào trong cộng đồng là một điều không nên. Tại vì cộng đồng chúng ta thứ nhất là từ cái văn hóa cũ của Việt Nam Cộng hòa cho tới khi mà chúng ta hội nhập vào nước Mỹ, chúng ta đều đi theo cái chủ trương là cái nội dung hay cái nội dung hay là cái câu chuyện nó là cái trọng điểm chứ không phải cái hình thức. Đó là cái thứ nhất mà tôi muốn nói cho mọi người, không phải tôi dùng cái này để tôi công kích Đan Nguyên hay Cường Ngô, tại các em còn trẻ lắm, nhất là Cường Ngô, một người đã học ở bên Mỹ thì còn trẻ lắm, chưa có hiểu được, mà chính em học ở bên Mỹ, em phải hiểu được cái văn hóa càng đơn giản càng tốt. Nhất là khi mà em vào các trường đại học. Các em có thấy có hình thức phô trương như thế nào hay không? Không có. Chỉ có ở Việt Nam thôi. Dưới cái chế độ cai trị của cái đất nước đó thôi. Của Cộng sản đó. Nó mới đem những cái hình thức đó. Em là người học tại Mỹ, em hiểu. Và em phải hiểu được rõ. Đừng đem những cái văn hóa độc hại đó vào trong cộng đồng này. Đó là cái thứ nhất mà tôi nhìn thấy trong cái buổi ra mắt phim của Cường Ngô. Không chỉ có Cường Ngô và Đan Nguyên, mà bây giờ một số những hội đoàn trong cộng đồng cũng bắt đầu manh nha copy, tức là bắt chước cái hình thức ở trong nước. Điều này không nên. Đối với tôi, điều này không nên. Càng đơn giản hóa, người ta càng thích hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đừng đem cái văn hóa thùng rỗng kêu to vào trong cái cộng đồng này. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì chính nội dung cuốn phim của các em. Tôi không nói về câu chuyện của các em quay cuốn phim như thế nào, nội dung ra sao. Nhưng các em đã quảng cáo đó là buổi ra mắt
phim điện ảnh định mệnh của Đan Nguyên, thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng đây là một cuốn phim điện ảnh đúng nghĩa của nó. Nhưng khi chúng tôi vào trong đó xem, thì nhiều người nói với tôi, đây là buổi ra mắt một cái MV chứ không phải là một cuốn phim điện ảnh. Hay là ít nhất em nói, ô, chúng tôi ra mắt một cuốn phim ngắn, thì hợp lý. Tại vì cuốn phim của Đan Nguyên chưa tới 30 phút đồng hồ. Tôi nghĩ khoảng 20 mấy phút. Rồi sau đó chiếu thêm một cái MV từ những thước phim ở trong cái cuốn phim của em cắt lại thành một cái MV với tiếng hát của Đan Nguyên. Thì đó là em ra mắt một cái MV và một cuốn phim ngắn. Thì khi mà em đăng quảng cáo hay là em nói gì đó, em nên nói rõ cho mọi người biết. Bởi vì không nên chơi cái trò thùng rỗng kêu to, một cái hình thức mà trong Việt Nam đang làm. Quảng cáo ầm ầm lên đến lúc người ta tới, nó không phải đúng như cái lời quảng cáo. Thì cái này là cái hình thức gọi là, thứ nhất là các em đã sử dụng cái văn hóa không đúng, không đứng đắn và vô đạo đức của Việt Nam mang qua Mỹ. Thứ hai, nếu mà xét về luật, các em có thể phạm luật. Tại vì ở cái luật mà quảng cáo, tức là commercial art, thì các em phải biết rằng là có nhiều tổ chức đã bị kiện vì quảng cáo không đúng với cái mặt hàng họ bán. Họ bị khởi kiện bởi cái, và họ bị khiếu nại bởi Consumer Report, tức là cái tổ chức bảo vệ cho giới tiêu thụ. Mặc dù các em thì không nói bị kiện đâu, tại vì cái này các em chỉ mời khách chứ các em đâu có bán vé, cho nên các em không có bị kiện. Nhưng mà ít nhất các em violation cái đạo luật bảo vệ người tiêu thụ khi mà các em quảng cáo một món hàng không đúng với tinh thần món hàng đó. Thì cuốn phim mà em ra mắt thì tôi đánh giá, tôi không có đánh giá cuốn phim này. Tại vì mỗi một người có một cái hướng đi riêng, một cái format riêng, tôi không đánh giá hay hay dở trong một cuốn phim. Nhưng tôi đánh giá là cái cách mà các em PR, tức là cái cách mà quảng bá lăng xê của các em đó, là các em phải cẩn thận. Bởi vì các em quảng cáo một món hàng không đúng với cái tinh thần của nó. Một cuốn phim định nghĩa theo điện ảnh dưới 89 phút thì người ta xem đó là một cuốn phim ngắn. Còn nếu mà có thời lượng đầy đủ trên 90 phút thì đó được xác định là một cuốn phim. Còn bây giờ em ra mắt một cuốn phim ngắn cộng thêm một cái MV thì các em nên nói rõ trong lúc mà các em quảng bá ra. Đừng để cho khán giả, bạn bè của các em, những người thân, những người đã bảo trợ cho các em thấy được mình bị gạt. Cái văn hóa này là cái văn hóa không tốt. Tôi gọi một cái văn hóa lừa đảo kiểu Việt Nam. Tôi không nói các em lừa đảo, nhưng vì các em không biết, các em cứ sử dụng những cái guồng máy cái guồng máy lăng xê của các em thì các em thấy là nó là chuyện bình thường. Nhưng đối với những người mà như chúng tôi thì chúng tôi coi đó là cái điều không tốt, bởi vì nó thiếu thành thật. Tôi dùng chữ thiếu thành thật để tôi khuyên các em là không nên làm những cái trò đó. Tức là thùng rỗng kêu to, quảng cáo cho cố xác, la làng cho tốt quá. Cuối cùng tới thì cái sản phẩm không đúng. Thì đây là một cái kinh nghiệm cho các em. Thứ nhất là nên đơn giản hóa tất cả các buổi ra mắt. Trong cái vòng bạn bè, trong cái vòng những thân hữu cũng vậy. Mai này nếu như các em dùng cái này mà áp dụng với công chúng và bán vé, các em sẽ đối diện với một cái hậu quả rất lớn mà các em không biết. Phải tập cái thói quen làm sao đơn giản hóa mọi việc để mình tránh những cái phiền phức. Thứ hai là sản phẩm mình có sao thì mình quảng cáo theo cái sản phẩm đó thôi. Đừng thổi phồng quá đáng, để rồi người ta tới người ta thấy sản phẩm không đúng với lời thổi phồng. Thì chính các em sẽ bị bạn bè của các em và những người hỗ trợ cho các em đánh giá về cái tư cách của mình nữa. Tại vì quảng bá là một lẽ, nhưng quảng bá nó phải phù hợp với tư cách sống và cái phong cách của mình trong giới văn nghệ. Chứ không phải muốn quảng bá kiểu nào quảng bá. Cái đó là trong Việt Nam. Trong Việt Nam họ có thể bất chấp tất cả mọi thứ luật lệ, đạo đức, về luân lý xã hội, thậm chí là họ đem những cái scandal cũ lên để họ PR, họ làm đủ trò để họ có thể thu hút được người tới. Nhưng bên Mỹ khác các em. Nhất là Cường Ngô là người mà trong cái lời quảng cáo
em là người tốt nghiệp tại Mỹ. Thì hy vọng rằng là cái bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi không phải chỉ riêng với Cường Ngô hay Đăng Nguyên, mà tôi muốn nhấn mạnh một cái điều ở trong cộng đồng. Chúng ta đang under attack bởi một cái văn hóa độc hại từ bên phía Cộng sản đang xâm nhập qua bên đây bằng nhiều hình thức khác nhau. Chủ ý có và vô tình có. Trường hợp các em chỉ là vô tình. Nhưng mà xem đây là một cái lời cảnh báo của anh Phong với lại Đăng Nguyên với lại Cường Ngô là không nên có những cái hình thức như vậy. Nó sẽ gây nguy hại cho cái không những là cho cái sinh hoạt trong cộng đồng mà nó còn ảnh hưởng cái giới trẻ ở trong cộng đồng nữa. Nhất là Đăng Nguyên, em là một người có ảnh hưởng chứ không phải không có. Cái khối lượng khán giả của em khá đông. Thì hy vọng rằng em sẽ ghi nhận cái lời này và tất cả những người khác trong cộng đồng, nhất là những hội đoàn. Tôi thấy là có một số hội đoàn tôi đi dự, có một số hội đoàn đã manh nha bắt chước cái văn hóa độc hại này của Cộng sản, tạo nhiều hình thức và tạo nhiều cái nhiêu khê. Nó tạo ra cái sự phức tạp và hỗn loạn. Nó không tốt và nó không phù hợp với cái sinh hoạt trong cộng đồng. Mong rằng các em sẽ rút kinh nghiệm lần này và mong tất cả những hội đoàn khi mà chúng ta tổ chức những cái buổi tất niên, những cái buổi hội họp hay là những cái event trong cộng đồng, chúng ta nên đơn giản hóa, đừng có hình thức nhiều. Bởi vì đây là cái mà chúng ta bị xem là copy của chủ nghĩa cộng sản. Ở Trung Quốc, ở Việt Nam họ tổ chức, họ rình rang, họ làm đủ kiểu hết. Nhưng ở Mỹ này nó khác quý vị. Trừ khi đó giống như tôi đã giải thích, trừ những cái giải như là Oscar Golden Globe, nó là một cái giải thưởng lớn và nó có nhiều cái sự kiện ở trong một cái sự kiện. Cho nên họ phải sắp xếp và chúng ta cảm thấy cái sự gọi là vĩ đại của họ. Nhưng không có nghĩa là chúng ta ra mắt phim hay chúng ta họp hội đoàn chúng ta cũng phải bắt chước cái vĩ đại đó. Cái vĩ đại đó là họ làm với cái hình thức đó ngoại trừ những cái giải thưởng thôi. Còn những buổi ra mắt phim, những buổi seminar hay là những buổi conference hay là những cái buổi gọi là meet the press thì quý vị, nó rất đơn giản. Và cái đó là cái văn hóa quen thuộc của chúng ta, không nên thay đổi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái bài nói chuyện của chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Mong rằng cái bài nói chuyện này tôi không có ý định chỉ trích Đan Nguyên hay Cường Ngô. Nhưng tôi muốn mượn câu chuyện ra mắt phim của Đan Nguyên Cường Ngô để gửi một lời cảnh báo tới cộng đồng. Chúng ta không nên chạy theo cái văn hóa đầy hình thức độc hại mà Cộng sản đang làm ở trong nước. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Mến chào mọi người và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!